Ngày 17 tháng 10, Bộ Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam Vinastat công bố kết quả khảo sát bất ngờ 67% nước mắm trên thị trường có lượng arsen vượt ngưỡng. Tuy sau đó, hội này đã đính chính rõ ràng hơn rằng các cái arsen tổng mà chúng ta phát hiện ra trong 151 mẫu kia là arsen hữu cơ và arsen hữu cơ nó không độc. Tuy nhiên, dường như câu chuyện này đã khiến người tiêu dùng lo lắng không kém gì thông tin trước đó về việc là nước mắm công nghiệp làm từ chất phụ gia và phẩm màu. Xin kính chào quý vị khán giả. Nếu như bình chọn từ khóa nóng nhất trong tuần này về vấn đề an toàn thực phẩm thì có lẽ đó là arsen và nước mắm. Vâng, không nóng sao được khi mà mỗi năm thì người Việt Nam tiêu thụ khoảng 200 triệu lít nước mắm và nước mắm thì trở thành một sản phẩm không thể thiếu trong bất kỳ mỗi gia đình. Tuy nhiên thì người tiêu dùng bây giờ lại trở nên lo lắng hơn bao giờ hết bởi thông tin arsen trong nước mắm liệu sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe. Và trong chương trình Nói không với thực phẩm bẩn ngày hôm nay thì chúng tôi hy vọng rằng những thông tin chương trình cung cấp cũng như những câu trả lời từ phía các chuyên gia sẽ giúp quý vị và các bạn phần nào yên tâm hơn cũng như hiểu rõ hơn về sản phẩm nước mắm. Với câu hỏi nên hiểu như thế nào về arsen trong nước mắm, các chuyên gia về thủy hải sản đều khẳng định arsen hữu cơ trong nước mắm là an toàn bởi tất cả các sản phẩm thủy sản đều tồn tại arsen hữu cơ trong cơ thể như một dạng hợp chất. Bản thân con cá khi đánh bắt lên mà trong cái quá trình phân hủy nước mắm thì đã có cái arsen, đó là arsen hữu cơ. Mà arsen hữu cơ thì nó lại là arsen là không có tác hại gì đối với sức khỏe. Chính các thị trường xuất khẩu khó tính như là Mỹ hay là châu Âu đã từ lâu không xét đến chỉ tiêu arsen trong sản phẩm nước mắm. Năm 2013 thì các quốc gia này đều yêu cầu kim loại nặng kiểm tra trong sản phẩm thủy sản bao gồm 4 chất: chì, thủy ngân, cadmi và arsen. Thời gian đó tôi trực tiếp phụ trách cơ quan quản lý an toàn thực phẩm. Chúng tôi đã phân tích từng lô hàng tất cả 4 chất này thì có thể thấy chì, thủy ngân, cadmi chứ không bao giờ thấy arsen. Tương tự như vậy, hàng của chúng tôi đến các quốc gia nhập khẩu này, người ta cũng lặp lại cái việc kiểm tra và không thấy arsen. Cuối cùng thì từ năm 2013 người ta công bố lại cái danh mục mà chúng ta phải kiểm tra trước khi xuất thì không có arsen nữa. Trong nhiều loại cá biển, arsen hữu cơ thậm chí còn cao hơn nhiều so với arsen trong nước mắm. Theo chuyên gia, cũng chính vì arsen từ cá chuyển sang nước mắm nên các loại nước mắm có độ đạm càng cao thì arsen càng lớn. Và ngược lại, nước mắm công nghiệp nếu chỉ làm từ hương cá, nước cốt cá thì arsen hữu cơ không có hoặc là có rất ít. Như vậy là chúng ta đã có câu trả lời từ các chuyên gia. Arsen hữu cơ vốn tồn tại trong cá biển và các loài nhuyễn thể. Do đó khi làm thành nước mắm thì arsen hữu cơ cũng tồn tại như một phần tất yếu. Tuy nhiên tại sao lại có cách hiểu là arsen hữu cơ là thạch tín? Cũng như là nếu arsen hữu cơ an toàn với người tiêu dùng thì tại sao Vinastat lại quyết định công bố thông tin này? Chúng ta sẽ quay lại thời điểm này cách đây vài hôm. Tại buổi công bố kết quả khảo sát nước mắm, Vinastat cho biết cơ sở để đưa ra những kết luận về nước mắm của hội này dựa vào 3 bộ chỉ tiêu. Một là tiêu chuẩn Việt Nam năm 1007-2003 về nước mắm. Hai là quy chuẩn Việt Nam về giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm do Bộ Y tế ban hành. Và ba là Codexstan 2011 của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc về nước mắm. Cả trong tiêu chuẩn Việt Nam và Codexstan của FAO về nước mắm đều không nhắc đến quy định về arsen. Chỉ có quy chuẩn Việt Nam của Bộ Y tế về giới hạn ô nhiễm kim loại nặng có nhắc đến arsen vô cơ nhưng là trong nước chấm. Theo chuyên gia, đây chính là mấu chốt gây ra sự hiểu lầm khi Vinastat công bố bởi đây là chỉ tiêu arsen dành cho nước chấm, tức là bao gồm cả những loại như là xì dầu, nước tương, tương ớt. Trong cái nước chấm ấy, đáng lý Bộ Y tế cần ghi rõ nếu quy định chỉ tiêu arsen thì phải ghi rõ là arsen vô cơ và arsen vô cơ nằm trong magie, xì dầu hay là cái gì. Thì còn nước mắm, chúng tôi khẳng định là không có arsen vô cơ. Chỉ tiêu kim loại nặng của nước chấm nhưng lại áp dụng cho nước mắm. Chính điều này đang tạo ra sự hiểu sai lệch về các loại nước mắm có độ đạm cao. Cái chuyện arsen hữu cơ ở trong cá là một chuyện tất nhiên. Và khi ta thủy phân cá ra, arsen hữu cơ nó vào trong nước mắm là chuyện tất nhiên. Cái chuyện đó nó là không có điều gì phải bàn cãi hết trơn. Và Bộ Y tế trong khi ban hành cái tiêu chuẩn về nước chấm đó, tôi nghĩ là cũng cần phải xem xét lại để làm rõ, để mà quy định, nếu quy định đó là hợp chất như thế nào và cái cách định lượng như thế nào để mà nó hợp lý hơn. Sau câu chuyện arsen, một lần nữa thị trường nước mắm lại nhắc đến sự cần thiết của việc minh bạch các thông tin từ nguyên liệu, thành phần cho đến những tiêu chuẩn cụ thể của loại sản phẩm này.
Hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn phần nào yên tâm hơn về các sản phẩm nước mắm truyền thống. Đến đây thì chương trình cũng xin được phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.